Câu chuyện của Mosh Sattabon, hiện đang sống tại Bangkok, Thái Lan, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ đang bị béo phì và hoàn toàn mất tự tin với bản thân. Mosh Sattabon là một chàng trai mập ú, nặng đến 155kg. Khuôn mặt quá mũm mĩm cùng thân hình quá khổ khiến Mosh Sattabon có một quá khứ không mấy vui vẻ. Anh chàng thường xuyên bị trêu chọc, thậm chí còn bị bạn gái đá chỉ vì quá béo. Mosh Sattabon cũng không nhớ rõ mình bị béo phì từ lúc nào, chỉ biết rằng khi ý thức được ngoại hình anh đã mập như thế. Một sự thật đau lòng là người càng mập lại càng thèm ăn những thực phẩm dư thừa năng lượng, gây mỡ như đồ chiên, đồ ngọt, thức ăn nhanh. Mosh Sattabon chia sẻ, anh luôn cảm thấy thèm snack, các loại bánh kẹo mỡ màng trông rất ngon lành và cứ thế ăn vô tội vạ. Cú sốc sau khi chia tay bạn gái, cùng với việc anh cứ liên tục tăng cân và cảm thấy sức khỏe yếu dần đã tiếp thêm động lực cho Mosh Sattabon lên kế hoạch giảm cân. Anh chàng đăng ký đi tập gym trong sự cổ vũ rất nhiệt tình của bạn bè. Tuân thủ tuyệt đối lịch tập, ăn các thức ăn cung cấp đủ năng lượng nhưng không gây mỡ thừa như rau xanh, gà, cá. Mosh Sattabon đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Sau đó, anh chàng từ từ kiêng dần thức uống có ga và các loại đồ ngọt. Nhờ nghị lực của mình, chỉ trong vòng 1 năm, Mosh Sattabon đã giảm được 90kg mỡ thừa. Cân nặng của anh chàng dao động trong vòng 65-70kg. Cái đường nét sắc sảo của khuôn mặt cũng lộ ra và trở thành trai đẹp không tì vết như cư dân mạng gọi đùa. Chia sẻ trường hợp của mình lên mạng, chàng trai trẻ đã gây sốt mạng xã hội Thái Lan trong suốt nhiều ngày qua. Rất nhiều người bạn đã thốt lên rằng, thật kỳ diệu, hẳn bạn gái cũ của bạn sẽ hối hận lắm đây. Có người còn hài hước, tớ xin lỗi vì ngày xưa không để mắt đến cậu, giờ cậu hãy để mắt đến tớ nhé. Bạn gái cũ có quay lại cũng đừng ruồng bỏ tớ, dẫu cô ấy thực sự góp không ít động lực cho cậu giảm cân. Không những vì nhan sắc, béo phì còn khiến sức khỏe của bạn trở nên tồi tệ sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu một chế độ luyện tập, ăn uống lành mạnh để giảm cân một cách khoa học. Chàng trai này đã giảm được 90kg trong vòng 1 năm thì chắc hẳn bạn cũng làm được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.